Vâng, xin chào toàn thể tất cả mọi người, xin chào bà con. Thì ngày hôm nay cửa hàng Việt Anh em lại giới thiệu cho mọi người một chiếc máy cắt cỏ Nhật bãi nhá. Em này là của em đến từ thương hiệu Mazu Rangma cho mọi người này. Ok, thì mọi người có nhu cầu muốn mua một chiếc máy cắt cỏ Nhật bãi hay là một số dòng máy về hàng Nhật bãi thì cứ liên hệ qua số điện thoại của cửa hàng em, cửa hàng Việt Anh. Số điện thoại là 0961350530 để được biết thêm chi tiết. Và các bác có thể là muốn test máy hay là muốn biết thêm thông tin chi tiết và cần tư vấn thì các bác cứ liên kết qua Zalo, qua số điện thoại này giúp em, để em sẽ cho tư vấn cho bác, lựa chọn cho bác những cái sản phẩm phù hợp nhất với gia đình nhà mình nhá. Rồi, xem video của em thấy hay, mọi người hãy cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhận những video sớm nhất tại cửa hàng ạ. Quan trọng là các bác bấm kênh đăng ký kênh và bật chuông thông báo để khi mỗi lần em lên video thì các bác có thể là người nhận những cái video đầu tiên nha các bác nhá. Ok, sau đây thì em giới thiệu ngày hôm nay có một chiếc siêu phẩm, đó chính là một em tỉa cắt cỏ Nhật bãi của thương hiệu Mazu Rangma. Nói về dòng máy của thương hiệu Mazu Rangma thì đây là một sản phẩm có những chiếc máy gọi là siêu tiết kiệm nhiên liệu nha các bác nhá. Dòng hàng này là hàng Nhật bãi thì hàng Mazu này là gọi là đỉnh nhất trong tất cả các dòng máy cắt cỏ, thì nó là về ăn nhiên liệu quá siêu ít cho các bác luôn. Thì em này hôm nay đã rất là đẹp này các bác này. Thứ nhất là máy chắc chắn này, ngọt đẹp về đây em để hình vẻ bề ngoài nhá. Đấy là một màu xanh da trời này. Đấy, một xanh bảo vệ môi trường cho bác nhá. Từ bình xăng đến áo này, đấy vẻ bề ngoài này. Quá đây là rất là đẹp luôn. Đấy, những cái trước mắt đầu tiên các bác nhìn thấy này, đó chính là chiếc máy này có trợ lực cho các bác nhá. Có trợ lực này. Cái thứ hai nữa là em này là tung rời nhá, giúp các bác chế cháo về chế đồ này. Cái thứ ba nữa này, nhìn tay cần này cho các bác này. Đấy, hệ thống tay nắm này đều có rãnh các bác nhá. Đấy, cho nó chắc chắn, mình cầm máy cho nó chắc chắn cho bác này. Về cần này, đó, về cần thì vẫn có tất cả các thông số nhá, có ký hiệu của Mazu nhá. Đây, đấy, hàng Mazu nó có chữ M lằng ngoằng này các bác này. Đấy, Mazu Rangma này. Cần cũng rất là đẹp luôn. Đến đầu bò này. Đây là một trong số những chiếc đầu bò mà trồng cuốn cỏ cho các bác nhá. Cái dòng đầu bò này thì trồng cuốn cỏ cực tốt cho các bác luôn. Chắn cỏ zin của Nhật này. Ok, sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc máy ngày hôm nay. Rồi, nói về công suất của nó đi. Công suất của chiếc máy này thì lên tới là 32cc. Lòng của nó là lòng 37 ly nha bác nhá. 32cc lòng 38 ly cho bác, 38 ly. Có trợ lực. Máy thì chiếc máy này rơi trọng lượng của chiếc máy này là đó. Cân luôn cho các bác này. Ok, 4 gọi là 5 ký nhá bác nhá, tay em ấy là 5 ký nhá. Đấy, chiếc máy chỉ có 5 ký thôi, rất là nhẹ luôn. Giúp các bác, những chiếc máy này thì mình mang đi ở những cái nơi mà địa hình hiểm trở hay là các bác cắt vườn thì quá ok rồi. Đó, 32cc, nòng 38 ly. Dòng máy này về nhà sau này mà mình không có sử dụng máy cắt cỏ nữa, nó tung rời nên các bác kể chế cháo rất là nhiều đồ nhá. Chế cháo, cái thứ nhất là chế máy xới này. Cái thứ hai là chế gọi là đẩy thuyền đấy, thuyền đò này, đó, rất là ok. Đó, rồi, nói chung là sau đây thì em sẽ test nổ chiếc máy của em này cho các bác. Đây, công tắc này, đây, kéo này. Đấy, đây, nhỉ? Đây, giật nổ cho các bác. Rất là nhẹ nổ cho các bác luôn. Đây, kéo lại này. Đó. Cái dòng máy này các bác kéo căng cái cơn nó nổ và các bác kéo xong nó nhả ra nó là nổ luôn nhá. Ok, rất là ngon luôn. Đây, sau đây em quay chi tiết về trong máy được bác hơn này. Đây này, đó. Tất cả các thanh đan vẫn còn nguyên nha, tất cả các thanh đan còn nguyên nha. Đấy, bình xăng lớn cho các bác nha, bình xăng lớn này. Đó, dòng máy này đóng chữ Make in Japan tại trong máy luôn này các bác nha. Không, các bác có nhìn kỹ không ạ? Đây. Đây là chữ đóng chữ Make in Japan ở đây nha bác nhá. Make in Japan đây này. Và model số thông số của chiếc máy là ở bên này nha bác nhá. Đấy. Mã của nó là E007767 nha bác nhá.
Đấy, quá trâu bò luôn, dòng này về cuột cước làm thì không phải nghĩ rồi, kể cả chị em phụ nữ bác lớn tuổi đều vận hành chiếc máy này luôn, quá nhẹ mà giật rất là nhẹ lổ luôn. Đó, kéo. Đấy. Đó. Kéo nhẹ nhàng lên một cái là máy có thể lổ được, vận hành được luôn. Rồi khi mua một chiếc máy này thì các bác được tặng kèm thêm là nhất là một lưỡi dao này các bác này, một lưỡi dao này, một bát cước này và một cái dây đeo zin của Nhật nhá. Cái này là đây không phải là dây của Việt Nam. Em các bác nào chốt em này thì em sẽ cho các bác dây zin này. Rồi một cái tim mở buji này và một cái lục giác nha các bác nhé. Để mà khi trong quá trình các bác đi làm nó có gặp một số vấn đề gì hỏng hóc hay như nào thì các bác có thể rất cực kỳ dễ khắc phục luôn. Riêng cái dòng Mazu này thì nói chung là đốt nhiên liệu quá ít luôn cho các bác. Ok, em xin phép là kết thúc video tại đây. Các bác là quan tâm đến cái chiếc máy cắt cỏ Mazu Zangma ngày hôm nay 32cc lòng 38 ly này thì cứ liên hệ qua cho cửa hàng em. Em sẽ vác chiếc máy này đi và test cắt cỏ trực tiếp cho các bác luôn. Rồi, em xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hãy nhớ cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video sớm nhất tại cửa hàng. Cảm ơn mọi người đã xin theo dõi video. Hẹn mọi người những video tiếp theo ạ.